chiếc bánh mến chào anh chị em. Nhiều trang mạng công giáo đưa tin về một người con của Chúa vừa ra đi mãi trong sự yêu thương của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và nhiều lời cầu nguyện của người công giáo cầu cho ông, đó là bác sĩ công giáo Andre Lương Lễ Hoàng. Nhiều người công giáo lặng đi khi nghe tin bác sĩ Andre Lương Lễ Hoàng về nhà cha sau thời gian chống chọi với con virus quái ác, lại thêm một bác sĩ công giáo có nhiều đóng góp cho xã hội và giáo hội. Thông tin từ Bệnh viện Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường tại thành phố Thủ Đức xác nhận bác sĩ Andre Lương Lễ Hoàng đã mất tại đây vào tối 14 tháng 11. Trước đó, ông nhập viện do mắc COVID-19 trong tình trạng nguy kịch, bệnh diễn tiến nặng khiến ông bị suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận, đường huyết tăng rất cao và suy hô hấp, phải đặt nội khí quản. Những năm gần đây, sức khỏe của bác sĩ Andre Lương Lễ Hoàng cũng đã giảm sút vì nhiều bệnh lý nền như tiểu đường, đột quỵ, trụy tim. Sau khi nhiễm COVID-19, tình trạng bệnh nhanh chóng chuyển biến xấu. Các bác sĩ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã nỗ lực cứu chữa, nhưng ông không qua được cơn nguy kịch. Hiện gia đình đang phối hợp với các bên liên quan tổ chức hậu sự, dự kiến sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Bác sĩ Lương Lễ Hoàng được cộng đồng yêu mến bởi tâm huyết truyền thụ kiến thức y khoa mang tính phổ quát cho công chúng, với mục tiêu mang đến các giải pháp bảo vệ sức khỏe trên cơ sở kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại để làm sao ít gặp thầy thuốc nhất. Từ 20 năm trước, ông đã là người tiên phong tham gia các buổi trò chuyện, giao lưu, những chương trình y khoa vui vẻ, thầy thuốc của nông dân, mỗi ngày một lời khuyên, mượn sức thiên nhiên phòng bệnh, đã trở thành chỗ dựa cho không ít bệnh nhân và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Vị bác sĩ tài năng cũng thường xuyên cộng tác với các báo qua những bài viết dễ hiểu, gần gũi và bổ ích để đưa kiến thức y khoa vào cuộc sống của mọi người. Với hơn 30 tác phẩm bổ ích có giá trị ứng dụng như dinh dưỡng để phòng bệnh, dinh dưỡng để trị bệnh, khỏe nhờ sinh tố, mạnh nhờ khoáng tố, nỗi buồn ngày mới lớn, thuốc đắng giả tật, ngọn đèn trước gió, mỗi tuần một chuyện cà kê. Cố bác sĩ Lương Lễ Hoàng đã mang đến cho cộng đồng thông điệp phòng bệnh bao giờ cũng an toàn, hiệu quả và ít tốn kém hơn chữa bệnh. Phòng bệnh mà không cần dùng thuốc thì tốt hơn phải trông cậy vào thuốc.